Thanh Việt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình, bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Việt. Thưa quý vị, trong tập 357 hôm nay, xin gửi đến quý vị chủ đề tìm hiểu Diễm My giờ này có thể đang ở đâu. Trước khi bắt đầu chương trình, ngày thứ hai đầu tuần, Thanh Việt xin được gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe cũng như là thành công trong công việc cũng và cuộc sống. Thưa quý vị, câu chuyện Diễm My luôn đi đồng hành với câu chuyện của Thiền Em. Mỗi lần mà nhắc đến câu chuyện của Thiền Em và ngay cả những cái sự việc scandal bị tấn công, bị ra tòa hay là những cái vụ âm ỉ tại các khu vực của công an huyện Đức Hòa, chúng ta đâu đó luôn luôn có một cái sự kết nối giữa Thiền Em, Diễm My và gia đình ông bà Thắng Mai. Không hiểu vì sao, thưa quý vị, ba cái nhân vật này, ba cái tên này luôn luôn song hành với nhau ở bất cứ mọi câu chuyện. Thì để tìm hiểu kỹ, nhưng quý vị, phần đầu của chương trình, Thanh Việt xin được tóm tắt cái câu chuyện của cô Diễm My này từ lúc mà cô quen với Tỉnh Thất cho đến lúc mà cô xuất hiện vài lần, rồi từ đó là không thấy xuất hiện ở bất cứ một nơi nào, ngay cả trên mạng xã hội. Và sau đó thì Thanh Việt sẽ đưa ra một số cái giả thuyết để chúng ta cùng suy ngẫm về trường hợp của cô này. Nhất là cái ngày phúc thẩm sắp đến, sự hiện diện của cô Diễm My được xem như là một người làm chứng, và cái sức ảnh hưởng của cô này thì theo Thanh Việt đến cái kết quả của vụ án còn nhiều hơn là cái vai trò của một người làm chứng. Vai trò của một người làm chứng đó quý vị, nó sẽ khác biệt một chút so với cái vai trò của những người có trách nhiệm, những quý vị có những cái lợi ích từ kết quả trong cái vụ án này. Thì cô Diễm My, một cái nhân vật không thể thiếu được trong bất cứ cái câu chuyện nào liên quan đến Thiền Em. Nhưng quý vị thì vai trò của Diễm My rất là quan trọng. Thì để Thanh Việt đi sâu vào cái vấn đề, từ thời gian mà cô rời khỏi nhà đến Tỉnh Thất, thì xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thưa quý vị, vào tháng 9 năm 2016, cô Võ Thị Diễm My vô học ở trường Đại học Tin học Hufflit tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau 3 năm học thì vào khoảng ngày 4 tháng 5 năm 2019, cô Diễm My gặp và làm quen với cô Lê Thanh Huyền Trân cùng với bà Cao Thị Cúc trong một lần đi chơi tại Vũng Tàu. Thanh Việt cũng xin quý vị nhớ đến cái đoạn này, vì thật sự ra trong cái lá đơn tố giác là Tỉnh Thất đang giữ cô Diễm My một thời gian sau này, thì cha mẹ của cô Diễm My đã cho rằng cô Diễm My gặp và làm quen với cô Lê Thanh Huyền Trân qua mạng xã hội, chứ không phải là trong cái chuyến đi tại Vũng Tàu. Thì câu chuyện thực sự như thế nào? Thì hy vọng rằng một ngày nào đó nó cũng sẽ được sáng tỏ. Tuy nhiên, nó cũng không phải là một cái cái tên thông tin mà nó cực kỳ là quan trọng. Ngày 19 tháng 5 năm 2019, thì cô Lê Thanh Huyền Trân từ Tỉnh Thất Bồng Lai đã rủ Diễm My xuống Thiền Em để tham gia cái lễ rằm tháng 4, tức là ngày lễ Phật Đản. Thưa quý vị, thì từ tháng 6 năm 2019 cho đến khoảng tháng 8 năm 2019, thì bên của Tỉnh Thất, theo lời của cha mẹ cô Diễm My, đã nhiều lần gọi điện thoại liên lạc với cô Diễm My để mời xuống Thiền Em để nghe ông Lê Tùng Vân thuyết pháp
và tham gia vào những cái khóa tu học vào rơi vào những ngày 24/6. Thì theo người mẹ của cô Diễm My này, cô cũng đã tham gia rất là đầy đủ và rồi mang thêm một số các cái quà cũng như là các cái thực phẩm để mang xuống cho tỉnh thất, cúng dường cho bên tỉnh thất. Thưa quý vị, là một cái điểm đặc biệt đó là trong cái giai đoạn này thì theo cha mẹ của cô Diễm My thì khi mà cô trở về từ ở bên Thiền Am, tức là không phải cô ở đó thường xuyên nha quý vị, chỉ có đi đến vào những ngày 24/6 trong tuần. Và khi mà trở về đó thì theo cha mẹ cô này thì cô có những cái hành động là cãi ngược lại cha mẹ của mình, hoặc là không nghe lời, hoặc là trở nên thù oán. Ở đây thì đây chỉ là một cái thông tin một chiều nha quý vị nhé, là theo lời của người mẹ của cô Diễm My nói mà thôi. Nên Thân Việt chỉ có chia sẻ chứ không có bình luận thêm cái câu chuyện thực sự nó như thế nào. Vào ngày 7 tháng 9 năm 2019, thì có lẽ là khoảng thời gian trước đó, khi mà thấy cô Diễm My này có những cái biểu hiện thất thường nào đó và không cảm thấy an tâm, thì bên gia đình của cha mẹ cô Diễm My này đã cho cô đi du học. Thì Thân Việt nghĩ rằng cái việc du học này đó quý vị, chắc là cũng chỉ ở những cái trường tại Đông Nam Á mà thôi. Tự vì cái mục đích du học này đó, nó được, nếu mà du học ở nước ngoài mà xa xa đó quý vị, thì người ta phải chuẩn bị giấy tờ rất là một thời gian, chứ không phải là nhanh chóng như vậy. Thì đây cũng chỉ là những cái nước chung quanh Đông Nam Á. Nhưng cô Diễm My đã quyết định là không có đi sang cái nước Đông Nam Á nào đó để du học, mà ở lại để đi tu. Và dĩ nhiên là gặp lại sự phản đối rất là quyết liệt của cha mẹ cô ta. Thì ngày 7 tháng 9 năm 2019, cái này là cái khoảng thời gian mà Thân Việt nghĩ rằng ở một số cái trường đại học đã chuẩn bị bắt đầu đón chào học sinh, nên là cô Diễm My cần phải sang bên đó. Tuy nhiên thay vì lên máy bay để sang, thì cô Diễm My, theo lời nói của bên cha mẹ của cô này đó quý vị, thì cô đã để lại một cái bức thư nói rằng mình muốn đi tu. Và sau đó là cô lấy cái xe máy cùng với tài sản giá trị là trên 500 triệu, bỏ nhà và được cho là đã về tỉnh thất. Ngày 9 tháng 9 năm 2019, hai ngày sau khi mà cô bỏ nhà đi, nhưng quý vị, thì ông Thắng Bà Mai, tức là cha mẹ của cô, đã làm đơn gửi cho công an xã Hòa Khánh Tây về việc Diễm My đến tỉnh thất. Tuy nhiên khi mà công an xác định đến kiểm tra hộ khẩu tại bên của tỉnh thất quý vị, thì họ không thấy nhân vật nào, nhưng quý vị nhé, họ không thấy nhân vật nào có tên là Diễm My ở tại nơi này. Thì đây, thưa quý vị, là theo cái đơn của bà Đoàn Thị Tuyết Mai đó, ngày 9 tháng 9 đó quý vị, thì công an xã Hòa Khánh Tây có biết rằng con gái của bà tên là Võ Thị Diễm My, lúc đó 20 tuổi, có quen biết với Lê Thanh Huyền Trân. Và theo lời của bà này kể đó quý vị, bà Đoàn Thị Tuyết Mai đó, thì cô Diễm My đã quen với cô Huyền Trân là qua mạng xã hội. Tuy nhiên lúc trước đó, khi mà kể chuyện với báo chí đó quý vị, thì bà lại cho rằng cô Diễm My gặp và quen Lê Thanh Huyền Trân cùng bà Cao Thị Cúc tại Vũng Tàu. Vì câu chuyện đó quý vị, nó cũng có nhiều cái khúc mắc ở đây. Làm đơn thì nói một cách khác, và khi nói chuyện với báo chí thì thông tin nó đổi lại rất là nhiều. Thì vậy thì cái câu chuyện mà gặp nhau ở trên mạng hay là tình cờ gặp nhau tại Vũng Tàu, nó có cái sự khác biệt như thế nào? Thì chúng ta tạm thời gác sang một bên nha quý vị nhé, để tiếp tục đi tiếp câu chuyện. Tháng 10 năm 2019, ông Thắng được cho là ba của cô Diễm My đã thuê thám tử dò la tin tức và đã biết chắc chắn rằng cô Diễm My đã ở tại tỉnh thất Bồng Lai, chứ không phải như bên công an huyện Đức Hòa, xã Hòa Khánh Tây cho rằng không có ai đăng ký hộ khẩu dưới cái tên Diễm My này cả. Nhưng sau khi liên lạc trực tiếp với ông Lê Tùng Vân, thì ông Thắng được biết rằng không có được mang cô Diễm My về nhà, mà chỉ cho gặp mặt
nhưng quý vị nha, thì một lần nữa đây chỉ là cái lời nói của bên gia đình của cô Diễm My, nhưng quý vị nha, ông Thắng bà Mai mà thôi. Ngày 22 tháng 10 năm 2019, ông Thắng đã gặp Diễm My để khuyên nhủ Diễm My quay trở về. Tuy nhiên, Diễm My đã không đồng ý và sau đó đã rời khỏi Tịnh Thất bằng cái cửa sau. Thì đây, Thanh Việt xin được đọc cái đoạn đó. Đến ngày 5 tháng 10, Công an xã Hòa Khánh Tây đã nhận được cái đơn báo và đề nghị giúp đỡ của ông Võ Văn Thắng. Đây là cái lá đơn thứ hai nha quý vị nha. Lá đơn thứ hai. Lá đơn đầu tiên là vào tháng 9, đó, là do bà Đoàn Thị Tuyết Mai viết. Lá đơn thứ hai là sau khi mà nhờ thám tử xem xét, nhưng quý vị nhé, và biết được rằng cô Diễm My đã có ở đây, thì thực ra cũng chả có là thám tử thám gì hết quý vị. Họ đã nhờ một số người mà có đến làm từ thiện tại Tịnh Thất, và khi mà vào Tịnh Thất đó thì dò la tin tức xem thử có cô Diễm My ở đó hay không, thì câu trả lời là có cô Diễm My ở đó. Nhưng quý vị nhé, Công an xã Hòa Khánh Tây tiếp tục nắm tình hình nhưng không phát hiện cô Diễm My có mặt tại Tịnh Thất Bồng Lai. Đến ngày 21 tháng 10, thì ông Lê Tùng Vân đã gọi điện thoại cho ông Võ Văn Thắng nói là sẽ cho gặp cháu Diễm My nhưng không được đưa về. Đến ngày 22 tháng 10, ông Thắng có đến Tịnh Thất và gặp cô Diễm My bên trong nhà. Ông Thắng có kêu Diễm My về nhưng cô đi vào phòng và trốn đi. Nha quý vị, trốn đi. Thì ngày 24 tháng 10 năm 2019, ông Thắng cùng 50 người. 50 người này đối với quý vị, nó thay đổi theo thời gian nha quý vị nhé. Lúc đó thì gọi là hàng xóm, lúc thì gọi là họ hàng, và lúc thì được xem là những người được thuê đến. Chính xác như thế nào thì câu chuyện này cũng đã được một phiên tòa xử vào cuối năm qua, năm 2021. Thì 50 người này, nha quý vị nhé, đã có một cái cuộc đụng độ đánh nhau tại Tịnh Thất, và cái mục đích của họ là giải cứu, đóng ngoặc mở ngoặc cô Diễm My. Nhưng cái việc giải cứu này không thành vì cô Diễm My không có mặt tại Tịnh Thất Bồng Lai. Thì trong cái đội nhóm người mà đi đến khu vực Tịnh Thất đó quý vị, thì theo tờ báo của bên Long An, họ nói rằng liên quan vụ việc trên, cơ quan công an xác định nhóm người đến Tịnh Thất Bồng Lai gồm có ông Võ Văn Thắng, bà Đoàn Thị Tuyết Mai, còn có Võ Tường Quang Minh, sinh năm 2003, thì có lẽ là họ hàng với ông Võ Văn Thắng đây, Đoàn Cử sinh năm 1970, Đỗ Quang Trường sinh năm 2001, Đoàn Tiểu Phụng 1999, Nguyễn Thị Vi 1996, Đỗ Hoài Nam, những quý vị, Đỗ Hoài Nam sinh năm 1962, Đoàn Hữu sinh năm 1974, Đoàn Thị Nhi sinh năm 1968, Phạm Xuân Lập sinh năm 1960, Đoàn Thị Nhịn sinh năm 1961, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, cùng đi với những người trên còn một số người chưa rõ nhân thân lai lịch đã đến hộ bà Cao Thị Cúc để tìm cô Diễm My nhưng không gặp. Từ đó, nhóm người này và nhóm người trong căn hộ của bà Cao Thị Cúc đã có xảy ra xô xát, dẫn đến ông Lê Thanh Nhị Nguyên bị một vết thương dài khoảng 5cm ở bên gò má phải. Thưa quý vị, cái câu chuyện này đó quý vị, nó đã xảy ra và cũng đã có một phiên tòa xét xử về vụ này. Cái kết quả của cái phiên tòa đó thì quý vị biết là như thế nào rồi. Và sau đó thì đã có một cái đoạn video clip như quý vị được làm dựa trên cái kết quả điều tra của cái vụ án này. Và cái đoạn video clip đó đã trở thành một trong những bằng chứng mà bên Viện Kiểm sát cũng như là Công an huyện Đức Hòa cho rằng đây là cái bằng chứng được xét vào vi phạm điều 331. Cái điểm khá thú vị đó quý vị là ngày 1 tháng 11 năm 2019, cô Diễm My trở về Tịnh Thất Bồng Lai, có nghĩa là khoảng 6 ngày, nhưng quý vị, 6-7 ngày
Sau khi mà bên của ông Thắng đến bên Tỉnh Thất và có cái sự xô xát, thì cô Diễm My đã trở về Tỉnh Thất Bồng Lai. Và cái điểm khá thú vị, khi mà trở về thì bên của Tỉnh Thất đã đưa cô Diễm My ra cái xã Hòa Khánh Tây để đăng ký tạm trú tạm vắng. Theo tu sĩ Huyền Chân, đây là trên tờ báo Người Lao Động, sau khi Diễm My trở lại, đại diện Tỉnh Thất đã đến công an xã Hòa Khánh Tây để làm thủ tục đăng ký lưu trú và được chấp nhận. Hiện giờ thì Diễm My vẫn còn mệt và nhiều khách đến đều muốn gặp mặt cô tu sĩ, gặp mặt cô Diễm My. Một số người sống tại căn hộ bà Cao Thị Cúc cho là địa điểm hoạt động tự phát Tỉnh Thất Bồng Lai rất vui mừng khi Diễm My xuất hiện. Trong khi đó, Diễm My cho biết cô rất là buồn khi hay tin cha mẹ, người thân cùng nhóm thanh niên đã đến Tỉnh Thất gây rối, hành hung, đập phá. Nghe thông tin này, dù đang ở một ngôi chùa tận Vũng Tàu, tôi đã tức tốc đón xe về để xem cô chú anh em trong Tỉnh Thất có ai bị sự cố nào lớn không. Sau đó minh oan để giúp gia đình biết tôi không bị bắt cóc như lời đồn. Đây là cái vụ mà mình nói quá nhiều đến chữ bắt cóc đó quý vị. Nên ở đây Thanh Việt muốn nhắc lại, đây là cái vụ bắt cóc mà theo gia đình của ông Thắng bà Mai là bên Tỉnh Thất đã bắt cóc cô Diễm My nhốt lại tại Tỉnh Thất nha quý vị nhé. Còn cái vụ bắt cóc mà trong cái vụ án 331 đó quý vị, thì nó lại nói về cái chuyện mà Diễm My bị đưa lên xe, và trong vài giây nữa Thanh Việt sẽ nói về cái vấn đề đó. Diễm My khẳng định không bỏ nhà, không bỏ trốn khỏi nhà. Trước khi rời nhà, cô đã viết thư để lại, nói muốn được vào tù, vào chùa tu. Bản thân trên 18 tuổi, tôi có quyền quyết định cuộc đời, đi tu hay muốn làm điều gì đó, miễn sao điều đó tốt cho đời. Do sợ cha mẹ biết nơi ở nên tôi quyết định rời Bồng Lai ra Vũng Tàu để tiếp tục đi tu. Vậy thì theo cô Diễm My này đó quý vị nhá, theo cô Diễm My này thì cái khoảng thời gian có lẽ là sau khi mà gặp ông Thắng vào ngày 22 tháng 10 thì cô Diễm My đã bỏ Tỉnh Thất Bồng Lai đi về Vũng Tàu. Nhưng quý vị nhá, thì ba ngày sau thì ông Thắng có đem 50 người lại, trong đó có những người là họ hàng, có những người là người quen và có những người được thuê đến, hình như vậy. Bây giờ thì Thanh Việt xin được tiếp tục cái câu chuyện đó. Ngày 4 tháng 11 năm 2019, cha mẹ của Diễm My đến Tỉnh Thất Bồng Lai để xin lỗi về cái câu chuyện ngày 24 tháng 10. Và họ đã đồng ý chấp thuận cho Diễm My ở lại Tỉnh Thất. Tuy nhiên cái chữ mà chính xác đối với quý vị là họ chấp nhận. Tại vì cô Diễm My đã trên 18 tuổi, nhưng quý vị, cô có quyền quyết định cái con đường của cô. Dù là con đường đó, nếu có, là con đường hư hỏng. Và cha mẹ đã làm hết sức mình, nhưng trên mặt lý thuyết, cô vẫn đầy đủ cái sự suy nghĩ đầu óc để quyết định, nhưng quý vị. Dĩ nhiên là cha mẹ sẽ lo cho con cái cho đến khi mà họ không lo được nữa và cho đến khi ở tuổi già. Tuy nhiên trên mặt pháp lý, nhưng quý vị, những hành động quá lố của cha mẹ, cô Diễm My là một cái điều mà không thể chấp nhận được. Thì bây giờ cái đó là cái tình tiết của cái câu chuyện vào cái thời điểm đó. Nhưng quý vị nhá, những nhận xét này chỉ dựa vào cái thời điểm đó mà thôi. Thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy cái điểm đặc biệt đó quý vị, là cha mẹ Diễm My có đến Tỉnh Thất để xin lỗi. Và sau đó thì họ cũng đã đồng ý chấp nhận cái sự việc nó xảy ra, tức là cô Diễm My ở lại Tỉnh Thất để tu. Sáng ngày 5 tháng 11, đại diện công an xã Hòa Khánh Tây cho biết đã hoàn tất thủ tục lưu trú dài hạn cho cô Võ Thị Diễm My tại Tỉnh Thất Bồng Lai. Việc này được cha mẹ Diễm My đồng ý sau khi nghe tâm nguyện của con gái. Công an cũng đã bố trí lực lượng nhằm đảm bảo an ninh trật tự khu vực Tỉnh Thất để tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc. Diễm My đã lên công an huyện để phối hợp điều tra vụ việc. Nhớ quý vị nhé. Đó là ngày 5 tháng 11. Ở đây cái điểm khá thú vị là ngày 5 tháng 11 thì công an xã Hòa Khánh Tây mới hoàn thành cái thủ tục lưu trú dài hạn cho cô Diễm My.
ngày 12 tháng 12 năm 2019, Công an huyện Đức Hòa có mời bà Cao Thị Cúc và cô Diễm My cùng gia đình ông Thắng lên để làm việc. Cái điểm đặc biệt ở đây đó quý vị là trong khoảng thời gian từ lúc mà Công an xã Hòa Khánh Tây cho cái thủ tục gọi là đăng ký tạm trú tạm vắng cho cô Diễm My, thì bên Công an huyện Đức Hòa có vào cuộc, hình như là theo cái lời tố cáo tố giác một lần nữa nha quý vị, con của ông bà Thắng Mai đang ở cái tình trạng không được tốt nên có yêu cầu cơ quan huyện Đức Hòa giúp đỡ để đưa cô Diễm My này rời khỏi tỉnh thất. Theo Công an huyện Đức Hòa thì họ có làm việc một hai lần với cô Diễm My và họ thấy là cái tình trạng không được tốt nên có yêu cầu là ông Thắng bà Mai đến để đưa cô Diễm My này về. Đó là cái lời nói của bên Công an huyện Đức Hòa cũng như gia đình ông Thắng bà Mai. Tuy nhiên bên của tỉnh thất bao gồm bà Cao Thị Cúc và cô Diễm My thì câu chuyện nó lại hoàn toàn khác cho quý vị nhé. Câu chuyện là họ được mời lên Công an huyện Đức Hòa để giải quyết một số cái sự việc liên quan về gia đình ông Thắng bà Mai, cũng như là cái việc cô ở lại tỉnh thất. Thì trong khi mà lên đó quý vị, thì mặc dù chỉ có bà Cao Thị Cúc và cô Diễm My được mời, nhưng một số thành viên của tỉnh thất cũng đã đến tham dự. Cái việc mà họ đến tham dự đó quý vị, nó đã dẫn đến cái sự việc là cái bằng chứng thứ hai trong vụ án 331 về cái việc mà vu khống và nhục mạ cơ quan công an. Thì vừa rồi Thanh Việt vừa trình bày cho quý vị cả hai cái sự kiện nha quý vị, mà hai cái bằng chứng đó quý vị liên quan đến giữa tỉnh thất và cũng như là Công an huyện Đức Hòa đều có cái hình ảnh của cô Diễm My ở trong đó nha quý vị. Còn những cái sự việc mà liên quan giữa tỉnh thất và ông Trần Ngọc Thảo hoặc là Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh Long An thì cô Diễm My không đóng vai trò gì trong cái sự việc đó nha quý vị nhé. Toàn bộ cái sự gọi là qua lại tiếng to tiếng nhỏ giữa tỉnh thất và Công an huyện Đức Hòa mà sau này nó đã dẫn đến cái việc được gọi là vi phạm, xúc phạm danh dự và quyền lợi ích hợp pháp của bên Công an huyện Đức Hòa là đều có câu chuyện của cô Diễm My ở trong này. Cái điều thú vị đối với vị là cô Diễm My thì sau này trong cái đoạn video cô tường thuật lại thì cô Diễm My bị đưa lên trên xe cấp cứu nha quý vị và chở đi. Còn những người bà Cao Thị Cúc thì để lại ở một cái phòng khác nha quý vị. Còn bên của các thành viên khác của tỉnh thất thì ở phía bên ngoài của cơ quan công an. Cái điểm thú vị đó quý vị, ở đây là Thanh Việt muốn được chia sẻ đó là ngày 4 tháng 11, tức là khoảng một tháng trước khi cái vụ việc này xảy ra đó, thì ông Thắng bà Mai có đến gặp các thầy và sư cô để xin lỗi, đồng thời chia sẻ những điều liên quan đến con gái mình khi còn sinh sống và tu tại đây. Nhưng quý vị, và họ nói rằng đại diện của tỉnh thất cho biết sự việc liên quan giữa cô Võ Thị Diễm My và tỉnh thất đã được giải quyết phần nào ổn thỏa và cha mẹ của cô cũng đã chấp nhận. Thế nhưng một tháng sau thì cái sự việc đó nó xảy ra hoàn toàn ngược lại. Cái chuyện mà cô đem lên xe cứu thương thì hầu như là chính xác nha quý vị, ai cũng xác định được điều này. Trong cái phần đối chất giữa Công an huyện Đức Hòa, ông Thắng bà Mai cũng như là các thành viên của tỉnh thất, họ đều có cùng một câu trả lời là cô Diễm My này được đưa lên trên xe cứu thương chở đi. Cái địa điểm mà cô đến đó quý vị, nó mới là cái câu chuyện khác biệt. Nha. Theo Diễm My thì cô bị ép đưa lên trên xe cứu thương để chở trực tiếp về nhà của mình ở tại thành phố Hồ Chí Minh và sau đó bị giam cầm nhiều tháng. Nha quý vị, giam cầm nhiều tháng, gần 6 tháng trời. Còn theo cha của cô và Công an huyện Đức Hòa thì cô Diễm My sau khi họ thấy được cái tinh thần của cô này không được ổn định
thì họ đã đưa cô đến bệnh viện bằng xe cứu thương để khám. Câu hỏi ở đây rằng có giấy tờ gì trong cái việc khám bệnh này hay không, nhờ quý vị nhé, và có được nhập viện hay không, và ở lại tại bệnh viện bao lâu, do bác sĩ nào đã khám. Còn cô Diễm My thì cô trả lời rằng cô không có ghé cái bệnh viện nào cả mà được đưa thẳng về nhà. Bên của bà mẹ của Diễm My thì lời đối chất này của bà tại cái phiên tòa đó quý vị, nó lại hoàn toàn trái ngược lại hai câu chuyện bên trên của cô Diễm My cũng như là bên công an huyện Đức Hòa và cha của cô. Mẹ của Diễm My thì lại cho rằng cô Diễm My này tự nguyện về nhà sau khi không sống nổi tại tỉnh thất. Đây là một câu chuyện hoàn toàn khác xa với hai câu chuyện ở bên trên, nhưng quý vị đó thì không biết ai là đúng ai là sai, nhưng quý vị ai là đúng ai là sai. Ngày 11 tháng 6 năm 2020 thì cô Diễm My này đã bỏ nhà, bỏ trốn khỏi nhà của cô tại thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai bằng cách là leo từ ở trên tầng 2 của cái ngôi nhà này. Ngày 31 tháng 10 năm 2020, cô Diễm My đã tạo một cái trang YouTube có tên của mình và đã ra cái video clip đầu tiên nói về chuyện bỏ nhà đi, cái lý do cũng như là bị giam cầm trong vòng 6 tháng tại nhà của mình ở Tân Bình như thế nào, cũng như là câu chuyện xảy ra ở bên trong cơ quan cảnh điều tra công an huyện Đức Hòa vào ngày 12 tháng 12. Rồi chuyện cha ruột của mình, nhớ quý vị nhớ. Thì cái đoạn video đó đó quý vị, ra ngày 31 tháng 10. Đây là cái video đầu tiên, nhớ quý vị, đứng ở bên cạnh một cái bờ biển nào đó, được cho là có thể là Vũng Tàu hay là ở một cái bãi biển nào đó thuộc miền miền Nam, nhớ quý vị nhé. Thì như quý vị thấy ở trên màn hình, video này có một cái lượng xem là 600.000 người. Đây là cái điểm mà Thanh Việt rất là ngạc nhiên. Ngạc nhiên ở cái điểm nào, kính thưa quý vị, là bên tỉnh thất cũng như là ở bên của bà CEO, chị Khang nhà ta, tất cả các cái băng video nó mang một cái tính chất là nhắc đến cơ quan công an, cơ quan nhà nước với những cái danh từ mà được cho là xúc phạm, nên quý vị, thì lập tức là bên của Sở Thông tin và Truyền thông của cái tỉnh thành đó, họ sẽ có cái văn bản gửi cho cơ quan công an, nhưng quý vị, hoặc là họ mời trực tiếp cái người có cái hành vi đó để lên làm việc. Tuy nhiên với cái số lượng người xem là 600.000 người như thế này, và cái việc mà còn đề thẳng luôn cái câu nói là công an Long An, những quý vị, công an Long An bắt cóc đó, vẫn không có một cái xi nhê gì đến cái cơ quan tố tụng cũng như là cơ quan cảnh sát điều tra của công an của bên Long An. Thì đây là một cái điều mà rất là ngạc nhiên, những quý vị, bên của tỉnh thất, các thành viên của tỉnh thất vào ngày 12 tháng 12 họ có những cái tiếng nói to, thì ở đây phải nói rằng đã có vi phạm, mất cái trật tự tại khu vực công cộng. Họ cũng có dùng cái danh từ bắt cóc, nhưng quý vị, tuy nhiên từ những cái câu nói đó mà đã bị xử phạt từ 3 năm tới 5 năm tù và bị khởi tố, nhưng quý vị, rồi truy tố. Trong khi cô Diễm My này với một cái số lượng người xem đông đảo như vậy và 11.000 người thích, nhưng quý vị, thì không hiểu vì lý do gì mà bên Sở Thông tin Truyền thông của huyện Đức Hòa hay là của tỉnh Long An lại không có một cái văn bản nói về cái đoạn video clip này. Và không những cô Diễm My nói về công an Long An bắt cóc, mà cô còn nói các đài truyền hình lừa đảo dân chúng. Thì đây là một cái lời văn, nhưng quý vị, có thể được liệt kê vào cái tội 331 nếu nó không đúng sự thật. Chị Khang cũng có những cái lời văn tương tự, cũng đã bị đi cho nghỉ mát. Bên của tỉnh thất cũng có những cái câu nói về chữ bắt cóc và công an huyện Đức Hòa cũng đã bị từ 3 năm tới 5 năm. Câu hỏi được đặt ra ở đây
Diễm My có một cái phép nào mà đã không có cái sự để ý của bên cơ quan Long An, các ban ngành như công an và sở văn hóa. Đây là một cái điểm hết sức là thú vị, đúng không quý vị? Số lượng hơn nửa triệu người xem không phải là ít cho một cái video đó. À. Ngày 15 tháng 12 năm 2020, nhớ quý vị, thì khoảng 2 tháng sau, Diễm My đã làm nhiều lá đơn tố cáo cha mẹ của mình, công an huyện Đức Hòa, gửi cho các ban ngành trung ương. Thanh Việt cũng xin nói là tháng 6 của năm 2020 thì cô đã bỏ trốn nha và không ai tìm được cô. Rồi đến ngày 31 tháng 10, tức là khoảng 4 tháng sau, thì cô xuất hiện ở trên các cái đoạn video trên đúng ngay cái kênh Diễm My của mình. Đó, ngày 15 tháng 12 thì cô Diễm My làm rất là nhiều đơn tố cáo cha mẹ mình, công an huyện Đức Hòa gửi đến cho cơ quan ban ngành trung ương. Đó, thì trong đây là những cái lá đơn, chẳng hạn như có tựa đề là đơn tố cáo và cầu cứu khẩn cấp, viết ngày 15 tháng 12 năm 2020. Tố cáo cả đồn công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã bắt cóc tôi, có đầy đủ 10 bằng chứng cụ thể, đưa về cho chính ba mẹ của tôi để giam cầm, hành hạ và có hành vi hãm hiếp tôi suốt 8 tháng trời. Lưu ý ba tôi là một tên côn đồ từng kéo 50 người xông vào nhà chém người ta và cướp tiền vàng năm 2019. Thưa quý vị, nếu mà tính về tháng 8 đó, thì cái khoảng thời gian này, 8 tháng mà bị giam cầm thì hình như là nó cũng bị chật về thời gian. Nếu Thanh Việt nhớ không lầm, thì cô này bỏ nhà đi vào ngày 11 tháng 6, nhưng quý vị, và trở về nhà là ngày 12 tháng 2. Thì như vậy đó quý vị, là 7 tháng chứ không phải là 8 tháng. Nếu mà là 8 tháng thì phải là ngày nào đó của tháng 7, nhưng quý vị, ngày 11 tháng 7 chứ không phải là ngày 11 tháng 6. Ngày 4 tháng 6 năm 2021, tức là khoảng 6 tháng sau rồi, ông Thắng có làm đơn tố cáo cô Diễm My vì tội là vu khống ông với cái tội là sách nhiễu tình dục. Và sau đó thì công an thành phố Hồ Chí Minh đã truy tìm cô Diễm My. Nhưng quý vị, đây, công an thành phố tìm đương sự trong vụ cha tố cáo con vu khống. Đó, ngày 4 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã thụ lý đơn của ông Võ Văn Thắng tố cáo con ruột là Võ Thị Diễm My có hành vi vu khống. Vu khống ông tội gì? Thưa quý vị, tội kết hợp với công an huyện Đức Hòa, tội có ý định sách nhiễu tình dục chứ chưa có hãm hiếp, tội đối xử tàn nhẫn, nhưng quý vị, giam cầm trái với cái ý nguyện của cô này. Ngày 8 tháng 6 năm 2021, thì 4 ngày sau khi mà ông Thắng có cái lá đơn và các báo chí đã đăng tải, thì 4 ngày sau, nhớ quý vị, ngày 8 tháng 6, cô Diễm My tiếp tục ra clip và không rõ là cái nơi ở đâu, để lên án cha mẹ ruột của mình, công an huyện Đức Hòa và đài truyền hình Long An. Tháng 11 năm 2021, tức là khoảng 5 tháng sau, nhớ quý vị, thì cô Diễm My xuất hiện trong cái video clip ở tỉnh Thất Bồng Lai. Cái đoạn video sau cùng mà cô ra trên cái clip trên cái channel của mình đó quý vị, có tên là Diễm My đó, là vào ngày 8 tháng sau. Rồi sau đó là không ai biết cô ở đâu. 5 tháng sau thì cô Diễm My xuất hiện trong cái video clip của tỉnh Thất. Và cô đến đây để mượn tiền, cũng như là chào tạm biệt. Tuy nhiên, ở bên của tỉnh Thất đã không cho và cũng như là khuyên cô nên ở lại tỉnh Thất để tiếp tục cái việc còn hơn là đi ra bên ngoài. Thì thưa quý vị, cái câu chuyện nó được tóm tắt như vậy. Nhưng quý vị, câu chuyện được tóm tắt như vậy. Ở đây thì chúng ta có cái điểm gì quý vị cũng khá là ngạc nhiên. Ở cái điểm là cho đến ngày hôm nay, nhưng quý vị nha, cho đến ngày hôm nay, thì ngoài cái việc truy tìm
bởi Công an thành phố Hồ Chí Minh sau cái lá đơn của ông Thắng tố cáo là cô Diễm My đã vu khống mình. Thì hồi tháng 5 nha quý vị, bên cơ quan Long An, công an Long An cũng đã có cái lệnh truy tìm cô Diễm My để phục vụ một số cái vấn đề điều tra. Thì Thanh Việt sẽ chia sẻ với quý vị ngay ở thời điểm này. Đầu tiên mà muốn nói về cái việc truy tìm và truy nã đó quý vị, thì chúng ta phải nhớ rằng cái nhân vật Diễm My này, sự xuất hiện của cô tại tòa là một cái điều không thể thiếu nha quý vị nha, không thể thiếu. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, những cái thông tin về cô hầu như là không ai có. Không biết cô đang ở đâu. Truy tìm là việc tìm kiếm nạn nhân chưa rõ tung tích, người mất tích. Nha quý vị, đây là cái trường hợp của cô Diễm My. Người đối tượng gây án bỏ trốn chưa rõ lai lịch, nhân chứng vật chứng của vụ án hình sự phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử. Thì chỉ là những cái nhân chứng, nha quý vị, những người đi làm chứng thì sẽ được truy tìm đó, để phục vụ cho cái việc mà ra tòa hoặc là điều tra, truy tố và xét xử. Thì cô Diễm My này rơi vào trường hợp truy tìm. Còn truy nã là gì? Quý vị nên nhớ rõ, truy nã là khi mà cơ quan công an, nha quý vị, thực hiện cái vấn đề truy nã nhằm để phát hiện, tìm kiếm, bắt giữ người có hành vi phạm tội. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đã bị khởi tố, nha quý vị nha, đã bị khởi tố, đang lẫn trốn phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phạt tù hoặc là tử hình. Nghĩa là sao quý vị? Nghĩa là nếu mà được xác minh là nhân chứng và cần phải có mặt ở tại tòa, nhưng nhân vật này không xuất hiện, nha quý vị, và tòa bắt buộc không thể tiến hành vụ án nếu mà không có xuất hiện của nhân chứng này, thì người ta đưa sang lệnh truy nã. Còn cái nhân vật mà truy tìm rồi bị kết tội khởi tố đó quý vị, thì cũng có thể bị truy nã. Đó là trường hợp của bà Lê Thu Vân, nha quý vị nhé. Thì Diễm My, như Thanh Việt trình bày, có hai cái lệnh truy tìm. Công an thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 4 tháng 6 năm 2021 và bên của Long An vào ngày 17 tháng 5 năm 2022. Họ truy tìm cô Diễm My chứ chưa đến cái truy nã, quý vị nha. Truy nã sẽ xảy ra nếu mà có một cái khởi tố cho cái nhân vật đó. Thì hiện nay, nha quý vị, trên mặt giấy tờ, cô Diễm My chưa bị khởi tố bất cứ một cái hành vi vi phạm nào hết. Mặc dù nếu mà chúng ta theo dõi cái đoạn video clip mà cô làm ở trên YouTube đó quý vị, khi mà cầu cứu vào năm 2021 đó quý vị, cho đến khoảng giữa năm 2021 thì không còn làm nữa. Tuy nhiên trong 6-7 cái video đó, chúng ta nhận thấy được rằng cô Diễm My này đã có những lời phát biểu. Thanh Việt không nói rằng đúng hay sai, nha quý vị nha, không nói đúng hay sai. Phát biểu về cơ quan công an tỉnh Long An là đã bất hợp pháp khi mà kết hợp với gia đình của ông Thắng bà Mai để ép cô trở về. Và nhất là cái cá nhân điều tra viên ông cũng là người tên Thắng luôn. Với những cái câu chuyện như vậy đó quý vị, thì thật là ngạc nhiên nếu mà cơ quan huyện Đức Hòa, nha quý vị, hoặc là sở thông tin truyền thông của Long An chưa có phát hiện ra cái 6 cái video này. Đó là một điều khá là ngạc nhiên. Bà Lê Thu Vân, nha quý vị nha, bà Lê Thu Vân, bà ta bị lệnh truy nã. Mặc dù trước là có truy tìm, rồi sau khi không tìm thấy là bị lệnh truy nã. Thì thật sự ra đó quý vị, bà Lê Thu Vân, dù có bệnh tật, nha quý vị, nhưng mà chưa được giám định. Đó, bà ta đã nằm trong cái danh sách mà bị khởi tố. Và vì thế cơ quan công an tỉnh Long An đã đổi từ truy tìm, nha quý vị, sang là truy nã. Đối với cô Diễm My này, thì cái điều mà chưa đổi sang khởi tố, thì Thanh Việt không hiểu tại sao. Mặc dù những cái lời phát biểu của cô trong cái đoạn video đó quý vị, 6-7 cái đoạn video clip đó quý vị, với những danh từ rất là đặc trưng cho cái vụ việc vi phạm 331. Nếu là những cái phát ngôn sai sự thật.
Nếu mà công an tỉnh Long An hoặc là công an huyện Đức Hòa không tiến hành truy nã cô Diễm My này, nhờ quý vị, thì cho thấy rằng không lẽ những lời cô nói là sự thật mà không thể nào truy tố được cô Diễm My này. Thì đó là một cái sự việc mà chúng ta phải chờ xem bên cơ quan công an sẽ giải quyết như thế nào. Vì về cái trường hợp cô Diễm My vẫn chưa xuất hiện ở bất cứ một cái phiên tòa nào. Nhờ quý vị, Thanh Vy cũng xin được nhắc lại, cô Diễm My này bị truy tìm bởi cơ quan công an tỉnh Long An, nó không có liên quan đến vụ án 331 mà vừa mới xong cái phần sơ thẩm và sắp đến cái phòng phúc thẩm. Nhưng quý vị, mặc dù là họ ra cái lệnh truy tìm vào tháng 5, nhưng quý vị, thì cái việc sơ thẩm là vào tháng 7, không có tên của cô Diễm My. Đến cái lần xử lại, xử lần thứ hai đó quý vị, lần đầu bị đình trệ, lần thứ hai thì mới có tên như là người làm chứng nhá, của cô Diễm My. Thì điều này cho thấy rằng cái việc truy tìm cô này không có liên quan đến vụ án 331, mà nó lại liên quan đến một cái cũng khá là tiểu lầm, những quý vị nha. Cái gì vậy? Lý do mà phát cái thông báo truy tìm là vì công an tỉnh đã nhận được đơn và người thân của Diễm My về việc cô gái này bị mất tích. Ngoài ra, thời gian qua gia đình cũng tố cáo những người ở tỉnh thất có những cái hành động lạm dụng xâm hại đến Diễm My. Lạm dụng là gì quý vị? Lạm dụng và xâm hại có nghĩa là làm cho cô này từ một là bị ảnh hưởng đến tinh thần, hai là bị xâm phạm, sách nhiễu tình dục hoặc là bị đánh đập như thế nào. Nhưng quý vị, thì mới có cái câu nói rằng lạm dụng và xâm hại đến cô Diễm My. Do đó công an tỉnh Long An đã truy tìm cô Diễm My để làm rõ các nội dung tố cáo. Thì cái điều này nó y hệt như là bên của thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng quý vị nhé, và họ yêu cầu nếu ai tìm được cô Võ Thị Diễm My thì liên hệ với cơ quan cảnh sát an ninh điều tra. Vậy câu hỏi ở đây rằng Diễm My đang ở đâu? Cái việc truy tìm đó không dính dáng đến cái việc mà vụ án 331 đang xảy ra, mà thực sự ra nó lại dính dáng vào những cái lá đơn tố giác tố cáo. Tố giác tố cáo tỉnh thất. Nhờ quý vị, tại thế họ mới đi tìm. Còn thực sự cái việc khởi tố cô Diễm My này thì quá dễ. Đoạn video clip vẫn còn ở trên mạng 6-7 đoạn. Nhờ quý vị, trong mỗi cái đoạn đều nói rất là rõ ràng về cái việc công an huyện Đức Hòa cùng với gia đình của cô kết hợp lại xảy ra cái việc bắt cóc. Thì nhắc đến cái câu chuyện mà cô mô tả vào ngày 12 tháng 12 đó quý vị, trong cái video clip của mình đó, thì đó sẽ là những cái bằng chứng sắt thép. Nhưng quý vị, câu hỏi ở đây là tại sao họ lại không đưa cái video đó ra để làm bằng chứng? Vì trong cái video đó, cô ta nói rằng cô ta bị ép buộc đưa lên trên xe cấp cứu rồi chở thẳng về nhà. Và cô dùng cái danh từ bắt cóc cũng rất là nhiều trong các cái đoạn video clip ra vào năm 2021. Nhưng quý vị, vậy thì câu chuyện nó như thế nào? Tự vì bên các thành viên của tỉnh thất cũng dùng chữ bắt cóc để mô tả lại cái sự việc xảy ra tại cơ quan Long An, công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Nhưng quý vị, thì vì cái câu nói vu khống đó mà là một trong những cái điều vi phạm đã dẫn đến cái vụ án 3-5 năm tù. Vì vậy, Thanh Việt nhấn mạnh ở đây sự xuất hiện của cô Diễm My này, nhưng quý vị, nó sẽ là một cái yếu tố giảm nhẹ đi các cái hình phạt dành to cho bên của các thành viên của tỉnh thất Bồng Lai. Nhưng câu hỏi ở đây vẫn là cô Diễm My đang ở đâu? Để tiếp tục cái phần sau của chương trình, Thanh Việt xin dừng lại để uống một tí nước. Và quý vị nào chưa bấm nút like, chưa đăng ký thành viên thì xin mời quý vị nhớ bấm nút like và đăng ký thành viên. Cũng như là quý vị để lại cái lời bình về cái câu chuyện Thanh Việt chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Thanh Việt xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta hãy nói về cái vấn đề cô Diễm My đang ở đâu. Tại sao vậy?
Tự vì nhắc tới tên của cô Diễm My là nhắc tới tỉnh thất. Và dạo gần đây nhắc tới tên của cô Diễm My thì cha mẹ của cô và ngay cả trong cái buổi livestream của chị Khang đó quý vị, thì vẫn là cái câu chuyện cô Diễm My bị mất tích. Nha quý vị nha, cô Diễm My bị mất tích. Cha mẹ của cô Diễm My này thì chạy theo cái vấn đề là họ đang đi tìm con. Họ đang đi tìm con. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy đưa ra một số cái giả thuyết cô Diễm My này đang như thế nào. Nha quý vị. Thì thưa quý vị, nó chỉ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, cô Diễm My còn sống. Trường hợp thứ hai là cô Diễm My đã chết. Đúng không quý vị? Nó chỉ còn hai trường hợp duy nhất. Mất tích thì là còn sống hoặc là đã chết. Ở dưới cái phần còn sống đó quý vị thì có khả năng nào? Khả năng thứ nhất là còn sống tại tỉnh thất. Khả năng thứ hai là không còn ở tỉnh thất nữa mà sống ở bên ngoài. Ở đây Thanh Việt phải nói rằng cái nhánh mà nó còn sống ở tại tỉnh thất đó quý vị thì chúng ta phải gạch bỏ ra. Lý do đơn giản là vì sao? Ở thời điểm hiện tại, con ruồi bay ra, bay vô của tỉnh thất cũng được. Nhưng quý vị biết là ruồi đực hay ruồi cái. Tất cả mọi cái khu vực của bên tỉnh thất, cơ quan công an đã nắm vững và gọi là đi kiểm soát, rà xét rất là kỹ lưỡng và cũng không tìm được cô Diễm My. Đã có rất là nhiều tin đồn kể hôm mà trong cái buổi livestream của chị CEO đó đó quý vị, là họ đã nói rằng họ tìm được cô Diễm My rồi trong một cái đường hầm. Nó như là một câu chuyện cười, nhưng quý vị, một cái vở kịch đóng vậy đó quý vị nha. Nhưng rồi cũng không tìm thấy gì và cũng không tìm thấy gì. Như vậy thì cái trường hợp đó chúng ta gạch bỏ. Vậy thì nó rơi vào trường hợp rằng cô Diễm My còn sống và sống ngoài tỉnh thất Bồng Lai. Như vậy là nếu sống ngoài tỉnh thất Thiền Am thì cô sống ở đâu? Ở trong nước hay là ở ngoài nước? Trong nước hay ngoài nước? Trong trường hợp nếu ở trong nước thì kính thưa quý vị, có thể là ở nhà của ông Thắng Bà Mai hay không? Hay là ở một cái tỉnh thành nào đó? Nếu quý vị, thì ở đây, nếu mà là ở ông nhà của ông Thắng Bà Mai đó quý vị, thì cái sự việc mà xảy ra trong cái buổi livestream khi mà ông Thắng Bà Mai đến để nhờ đi tìm con đó quý vị, nó cũng là một cái chuyện khá là nực cười. Tại vì sao? Tại vì thực sự ra họ đến đó để làm một cái cú PR cho cái việc đi tìm Diễm My bị mất tích. Tuy nhiên cái việc Diễm My bị mất tích, bỏ nhà đi vào tháng 6 năm 2020 đó quý vị, thì nó đã quá là rõ ràng. Nhận anh đi. Gần một năm trời sau, nha quý vị, không ai không biết cái câu chuyện tỉnh thất Bồng Lai và cô Diễm My đã bị mất tích. Vậy thì ông bà này đến đây để làm cuộc PR để làm gì? Để làm gì? Lợi dụng vào câu chuyện của cái chị CEO đó để đi tìm con. Với một người có đầy đủ tiền bạc, có thể thuê thám tử như người ta đã từng thuê để đi dò la cái tin tức cô này đang ở đâu. Tại sao lại không làm mà lại đi vào cái chương trình của chị CEO đó để làm vài cái buổi livestream với mục đích là tìm con. Và quý vị cũng nhớ một cái câu chuyện cũng khá là hề. Khi mà ông bà Thắng Mai được mời đến khu du lịch, khu du lịch ở cái phố đi bộ thì phải. Và lúc đó là có cái buổi giao lưu. Buổi giao lưu đó là buổi giao lưu đầu tiên, nha quý vị, tại cái phố đi bộ. Và trong cái buổi giao lưu đó thì chị Khang nhà ta chơi một cái ván bài cũ. Đó là gì? Thưởng. Thưởng nếu tìm được. Cho tiền nếu tìm được. Và hình như là chị CEO này tự đặt giá giải thưởng luôn, nha quý vị nha. Tự đặt giá giải thưởng. Hình như là nó lên tới tiền triệu hay tiền tỷ gì đó. Thanh Việt nhớ không rõ. Đó là cái buổi giao lưu tại
cái phố đi bộ bên trong của khu du lịch Đại Nam. Điều đó là cho thấy rằng nó giống như là một cuộc chiến của mạng truyền thông, nhưng quý vị nha. Cái việc mà người ta biết được Diễm My mất tích được đăng trên báo rất là rõ ràng, chưa lấy được một cái áp phê, cái kết quả nào hết. Vậy thì cái buổi livestream của chị Khang liệu có đem đến cái kết quả hay không? Câu hỏi đã có câu trả lời, đúng không quý vị? Là không. Rồi tự nhiên lại có một cái vở kịch được nêu ra rằng đã tìm thấy tại cái đường hầm trong khu vực của Tịnh Thất khi mà công an tiến hành khám xét Tịnh Thất, khi mà bắt giam một số người. Quý vị vẫn nhớ đến cái câu chuyện đó, đúng không quý vị? Đúng không quý vị? Vậy thì cái câu chuyện đó của Tịnh Thất, cô Diễm My, và cái câu chuyện chị Khang nhà ta đi xe đến tận nơi đó để biểu dương lực lượng vào cái mùa dịch Covid cũng là một cái chuyện khá thú vị. Hình như là nó đang có một cái vở kịch để diễn cho mọi người thấy. Nhưng quý vị, vì những lý do đó nên Thanh Việt qua cái cách nhìn, nhưng quý vị, sự hiện diện của ông Thắng Bà Mai trong các cái buổi livestream và ngay tại các cái phiên tòa, nó cho chúng ta một cảm giác rằng mặc dù miệng nói ra là đang đi tìm con, nhưng quý vị nhá, nhưng chúng ta thấy một cái sự đau khổ là không có. Mặc dù trước đó bà Mai đã từng nói rằng mình bị bệnh vì nhớ con đến nỗi mà sắp chết. Đó. Tuy nhiên cái câu chuyện thật sự như thế nào thì không ai biết, kính thưa quý vị. Thì liệu cô Diễm My, nhớ quý vị, còn sống tại Việt Nam thì có sống trong nhà của ông bà Thắng Mai hay không? Vì sao quý vị, nếu mà còn sống trong nhà của ông bà Thắng Mai, có nghĩa là ông bà này đã bắt cóc được cô trở về lại căn nhà này. Nhưng quý vị, sau tháng 6 năm 2020, quý vị, tháng 6 năm 2021, nhưng quý vị, thì ông bà này có bắt cóc cô này trở về được hay chưa? Đây là một cái câu khá thú vị, nhưng quý vị. Còn cái việc mà cô sống ở một tỉnh thành nào đó đó quý vị, thì nó vẫn là một cái câu hỏi chưa được trả lời và đáng giá cả tỷ, nhưng quý vị nhé, đáng giá cả tỷ. Theo cái lời cá độ mà không biết có còn hiệu lực không nữa nha quý vị, cái hôm mà tại khu du lịch. Còn trường hợp mà cô Diễm My này sống tại nước ngoài, thì Thanh Việt cho rằng nếu có thì ở những cái nước Đông Nam Á mà thôi, nha quý vị. Vì cái việc đi chính thức thì chắc chắn là không đi được rồi. Có thể là cô vượt biên qua một con đường bộ ở bên An Giang, chẳng hạn như vậy, sang Campuchia, sang Lào, rồi từ đó đi sang những nước khác. Thì câu chuyện này nó vẫn là một cái dấu hỏi rất là lớn, đúng không quý vị? Tuy nhiên những cái hành động, những cái sự ứng xử của ông bà Thắng Mai từ lúc mà xuất hiện lại trên mạng xã hội qua cái chương trình livestream của chị CEO, thì làm cho Thanh Việt có cảm giác rằng hai ông bà này chưa chắc, nhưng quý vị, là mất con thực sự. Mà có khi cô Diễm My này đang bị giam cầm tại nhà. Và nếu mà cho dù là cha mẹ, nhưng quý vị cũng không có quyền giam cầm con của mình đi ngược lại cái ý nguyện của nó. Và vì vậy, nếu đây là câu chuyện thực sự ở cái nhánh rằng cô Diễm My còn sống, sống ở trong nước và sống ngay tại nhà của ông bà Thắng Mai, đi ngược lại cái ý định của cô muốn rời bỏ nhà, thì cái điều đó đó quý vị là một cái chuyện rất là khủng khiếp. Còn về cái trường hợp ở nước ngoài thì Thanh Việt cũng có nhận được một vài cái thư gửi đến của một hai bạn bạn đọc. Nhưng quý vị, các khán giả nghe chương trình của Thanh Việt phóng sự, họ có một cái giả thuyết rằng cô Diễm My có kết hợp cùng với ông Thắng Bà Mai để làm cái gì quý vị? Để hại Tịnh Thất. Thì đó cũng là một cái giả thuyết. Thanh Việt xin được nói ở đây, tất cả những cái gì mà Thanh Việt đang trình bày ở cái phần chót của chương trình đều là những cái giả thuyết nha quý vị nha. Đều là những cái giả thuyết. Và theo cái giả thuyết của một số bạn đọc gửi đến đó quý vị, thì cô Diễm My này có
nhận cái kết hợp với cha mẹ của mình để hại tự thất. Cái lý do của họ nói rằng cô Diễm My này từ lúc mà cô xuất hiện chỉ đem lại cái sự phiền toái cho bên tịnh thất mà thôi. Và chúng ta cũng thấy được điểm rằng cô đã đi, rồi quý vị đã rời bỏ, rồi cô cũng tìm ngược trở lại vào tháng 11 năm 2020. Đúng không quý vị? Tại tịnh thất. Thì cái điểm thú vị ở đây đó quý vị, cái điểm khá thú vị đó, thì họ nói rằng cô Diễm My đang sống ở tại một nước Đông Nam Á như Singapore hay là Philippines nào đó, nha quý vị, và không có sống tại Việt Nam. Liệu cái giả thuyết này có đúng hay không? Thì chúng ta phải nhận xét rằng cô ta không thể nào đi bằng con đường chính thức, mà bằng đi bằng con đường vượt biên, bằng đường bộ, chẳng hạn như vậy. Còn nếu đi bằng đường chính thức, thì cái việc mà có hồ sơ, có giấy passport, rời khỏi Việt Nam thì cũng phải xuống được ở tại cái nước đó, đúng không quý vị? Nên cái khả năng ở nước ngoài đi bằng con đường chính thức là không có. Còn cái khả năng cuối cùng mà Thanh Việt trình bày với quý vị ở đoạn đầu, tức là còn sống hay là đã chết. Liệu cô Diễm My không còn sống nữa hay không? Thì có vài cái giả thuyết như thế này, kính thưa quý vị. Cô Diễm My đã chết vì bệnh tật, nhưng quý vị, vì trốn ở bên ngoài khá lâu và bị bệnh tật. Cô có thể là bị giết chết vì bị cướp bóc, vì một cái gì đó nó xấu xảy ra với mình. Bị ai giết ai như thế nào thì chúng ta không thể nào biết được, đúng không quý vị? Nhưng khả năng mà đã chết thì một trong những khả năng đó là bị giết chết. Cái khả năng thứ ba nếu đã chết đó là vì tự tử. Tại sao lại tự tử? Thưa quý vị, vì cô đã bị dồn vào cái đường cùng. Nhưng quý vị, cô theo cái đoạn, theo cái channel Diễm My của cô ta, mà cái video cuối cùng là vào tháng 6 năm 2020 đó quý vị, thì cô đã phải trốn chui trốn nhủi khắp nơi, nhưng quý vị, và bị dồn vào con đường cùng. Tiền bạc thì cũng đã cạn, sống không nơi nương tựa, và có thể là trong lúc mà bí ẩn, nhưng quý vị, bí quá mới tìm một cái con đường để quyên sinh tự tử, thì đó cũng là một cái khả năng. Tuy nhiên cho đến ngày hôm nay, nhưng quý vị nha, chưa một thông tin nào tìm được một cái nạn nhân đã chết như cô Diễm My. Nên cái khả năng mà cô Diễm My chết đó quý vị, ngoại trừ nếu bị chết ở nước ngoài, chứ tại ở Việt Nam thì cái việc mà tự tử hoặc là bị bệnh chết thì rất là dễ để phát hiện. Còn cái chuyện mà bị thủ tiêu, bị giết thì cái đó là một cái khoảng trời rất là rộng lớn để có thể đoán được chính xác nó như thế nào. Vừa rồi Thanh Việt vừa đưa cho quý vị những cái giả thuyết, nhưng quý vị, và cái giả thuyết này chỉ được trả lời khi mà cơ quan công an, nhất là cơ quan công an của huyện Đức Hòa, cần phải khởi tố cô Diễm My về cái hành vi vu khống, nhưng quý vị, chứ không phải yêu cầu cô Diễm My trở thành là người làm chứng và thực hiện cái vấn đề là truy tìm. Chỉ có khi cơ quan cảnh sát huyện Đức Hòa khởi tố cô về tội vu khống nhục mạ theo điều 331 thì họ sẽ truy nã cô qua những cái đoạn video clip mà cô làm. Nhớ quý vị nhé. Và cô làm thì lúc đó chúng ta sẽ có câu trả lời nhất định là cô Diễm My này tình trạng hiện tại như thế nào. Thanh Việt vừa mới trình bày cho quý vị sơ qua những cái câu chuyện từ lúc cô bắt đầu rời khỏi nhà của mình để đến với tỉnh thức cho đến ngày hôm nay, và không một ai biết được cô đang ở đâu. Chúng ta đều hy vọng rằng sự xuất hiện của cô tại phiên tòa phúc thẩm là một điều, một cái tình tiết giảm nhẹ cho cái vụ án mà bên các cái thời hạn mà bên của thành viên của tỉnh thất đang phải hứng chịu. Nhớ quý vị, thì Thanh Việt xin tạm dừng chương trình ở đây và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai lúc 12 giờ trưa như bình thường lệ. I love you all.